Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ quay cái video là hai con lươn giao phối nha cả nhà. Mình quay cho các bạn coi. Khi mà hai con lươn giao phối mà các bạn coi nè, đó. Các bạn thấy hai hàng lươn giao phối không? Đó. Mình quay nó đồng ánh sáng này các bạn. Hàng lươn giao phối là nó ôm nhau quá các bạn. Thì mình kiểm tra cho các bạn coi nha. Đã không các bạn, đây mấy con lươn nó ra kiếm ăn các bạn, chuẩn bị mình cho ăn. Mà hai con lươn giao phối mà nhìn thì có biết hai con nó là bắt cặp nha, mình dễ biết lắm á. Mình quay im. Chuyển qua cái hồ thứ hai các bạn. Quay kiếm coi các bạn coi. Các bạn thấy đâu có nóc đậu nhiều lắm. Kiểm tra. Thường thường có tầm 8 giờ 9 giờ mình thấy cái quy trình cái mấy con lươn đó các bạn, nó giao phối mình dễ thấy lắm, tại vì mình đi rồi mình ngủ ở động đó các bạn, nó thấy ánh sáng nó giật mình, nó rút vô rồi.